Bạn gái em rất tốt nhưng hay ăn mặc ra đường, hở hang. Em góp ý nên hạn chế và mặc kín đáo hơn chút xíu. Bạn nói như vậy là bình thường. Bạn em là đẹp. Bạn xem là đẹp và tự tin. Anh có thể cho em xin một lời khuyên. Em muốn cưới bạn làm vợ nhưng bạn không thay đổi cách ăn mặc và xem. Đó là gu thời trang. Em rất lo sau này sẽ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Em cảm ơn nhiều. Em ơi, cái này là của bạn nam. Ở trong cái em nói nó chứng tỏ là đó là cái nỗi đau của em. Và cái nỗi đau của em anh rất là hiểu. Nhưng mà anh giải thích em hiểu được cái nguồn gốc tại sao bạn em nói cho bạn thì bạn lại không. Cái này một số đàn ông cũng nhắn anh. Để anh nói cho em hiểu, để em hiểu người phụ nữ. Đây chính là cái mà mình gọi là sự khập khiễng á. Nó giống như thế này nè, một người ra đường phải sang trọng, không sang trọng người ta chịu nổi. Hay là tả như thế nào để em hiểu, đó là cái sự khập khiễng của cái người bạn bạn nữ của em đó. Tức là bạn đó phải ăn mặc hở hang thì bạn mới cảm giác tự tin đó. Như bạn nói như vậy là gu thời trang, gu như vậy thì bạn nói gì, bạn xem là đẹp và tự tin. Thì anh nói cái này là để em thấy mà. Một người phụ nữ đẹp không cần phải hở hang vẫn rất là đẹp. Tại vì sao? Họ tự tin bên trong. Thậm chí họ mặc đồ công sở nè, hay là họ mặc đồ thể thao nè, hay là mặc đồ dạ hội nè, hay là mặc đồ đi với bạn bè thôi, hay là mặc đồng phục, họ đều có cái sự tự tin đó. Tại vì cái đẹp đó là đẹp từ bên trong nó thoát ra. Nó đẹp là vì mình biết mình đẹp. Tuy nhiên có nhiều bạn nữ ngày hôm nay ở những cái chừng mực khác nhau bị đúc lại, là giống như mình phải hở hang thì mình mới là đẹp. Cái đó không phải là gu, cái đó là sự khập khiễng đó. Tại vì sao mình đẹp, tại sao nó phải hở nó mới đẹp? Và cái đó nó nghiện, nó nghiện, nó tạo dopamine. Là tại vì khi người bạn nó hở hang thì được đàn ông người ta nhìn nhiều, và cái đó là cái nghiện, là vì bạn đó cần cái người sự quan tâm của người lạ đó, cái việc mà người ta nhìn nhìn lén mình, người ta nhìn nhìn mình đó, để cảm giác mình là giá trị đó. Bạn đã nói rõ ra cái đó để tự tin, thì cái câu trả lời nó chỉ nằm chỗ này thôi. Bạn nó bị khập khiễng và cái đó là cái nỗi đau của người bạn đó. Bây giờ anh giả sử nha, đi làm một cái chỗ mà người ta không cho ăn mặc như vậy thì sao? Thì cái nỗi khổ là như vậy nè, là ở trong chỗ làm buộc phải ăn mặc như vậy và trong cái chỗ làm không cảm giác tự tin. Và cái đó là cái sự khập khiễng của bạn nữ, và bạn nữ nó nên điều chỉnh bản thân. Tại sao biết không? Là tại vì chính bạn nữ nó sẽ làm hư cái mối quan hệ đó, không những cho bạn trai mà sau này cho chồng luôn. Tại vì sao biết không? Nó vô tình. Bởi vì em mới nói các bạn là khi mình bị khập khiễng, mình sẽ vô tình làm hư đi mối quan hệ. Tại vì mình sẽ ép cái của mình vào trong mối quan hệ một cách vô thức mà mình không biết. Cho nên là bạn ấy nói bây giờ nếu mà ông bắt tôi ăn mặc kín đáo, tôi không tự tin nữa. Tôi không tự tin thì không phải là tôi, mà tôi không tự tin nữa, tôi không thích mối quan hệ này. Tại vô mối quan hệ này tôi mất tự tin. Đó, nó là cái lý luận ở bên trong cái việc khập khiễng đó. Và bạn nó sẽ làm hư mối quan hệ. Tức là sao? Người đàn ông phải chấp nhận thôi, giờ em muốn ăn mặc hở hang chịu thôi. Nhưng mà người đàn ông sẽ bị đau. Và cái đó là cái cảm giác yêu nó bị hư đi bên trong người đàn ông. Và rồi sẽ tới lúc nào đó nó dẫn tới tổn thương. Còn ngược lại, nếu mà người phụ nữ phải gồng gánh là phải nói tôi bây giờ tôi phải chiều ổng, tôi ăn mặc kín đáo rồi, mà người phụ nữ không cảm giác được mình là mình theo cái cách nghĩ mà người ta nói là mày cứ làm mày đi đó, tức là nó thiếu cái gọi là sự phát triển ở đây. Tức là mình giữ nguyên cái phiên bản khập khiễng mà mình làm mình ở cái phiên bản khập khiễng theo cái cách đó, thì mình sẽ làm bạn nữ sẽ cảm giác khó chịu trong mối quan hệ. Và rồi tới một lúc bạn nữ đó tôi mệt mỏi quá thôi đi. Và đó chính là cái mà anh nói là cái sự mất thăng bằng khập khiễng ở một cái chừng mực nào đó nó sẽ làm ảnh hưởng mối quan hệ. Không phải cái này không đâu, cả chỗ làm, cả mọi thứ. Và ở đây anh nói để em hiểu được là tại sao bạn 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 nữ, tức là bạn 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 gái của em á, bạn nó vào trạng thái này, đó là một trạng thái rất không tốt. Bây giờ cái cách mà em có thể làm là bây giờ tới giải pháp. Em chỉ có thể cho bạn thấy là bạn nó là đẹp với em mà không cần phải như vậy. Bạn là đẹp trong ánh mắt nhiều người mà bạn không cần là như vậy. Và nói cho em biết cái điều đó là khó. Tại vì cái sự khập khiễng của bạn, bạn phải là người chữa. Theo em tả nha, và anh có cái kinh nghiệm trong phần đó, bị cái dạng đó là nặng rồi đó. Tức là nếu ra đường mà phải ăn mặc hở hang là bị nặng. Là tại vì biết không, không ăn mặc hở hang tự nhiên cảm giác mình không giá trị. Và cái câu ở trong đó là làm như vậy để tự tin, và đó là gu. Thực ra nó không phải là gu, nó là nghiện đó. Tại vì bạn nó cần cái ánh mắt của đàn ông nhìn đó. Anh nói cho em biết, và cái đó khổ. Khổ của bạn gái đó.
Đã nói cho biết bạn nó bây giờ cặp với một người đàn ông nào rồi sau này cũng sẽ tới cái lúc đó. Tức là cũng sẽ tới lúc mà nó ra một cái và là cái sự tổn thương mà do cái điều đó gây ra. Một người phụ nữ đẹp đâu có cần phải hở hang đâu. Hở hang chẳng qua là muốn ánh mắt người ta nhìn mình thôi. Cái đó không có nghĩa là mình đẹp. Cái đó chỉ là mình gợi dục thôi. Mà người ta nhìn. Cái đó mới đẹp. Cái đẹp là chỗ này nè. Mình không cần như vậy mà đàn ông người ta vẫn nhìn. Cái đó mới là đẹp. Cho nên là bạn nữ nó bị nghiện một cái ảo. Và cái đó rất là nguy hiểm. Tại vì thiếu sự tự tin đó là bạn chết liền. Anh nói cho biết những người phụ nữ đó sau này sẽ đi theo những hướng gì không? Phẫu thuật thẩm mỹ thuộc dạng nặng á. Khả năng cao á. Ta nói nó hơi chút xíu mà về sửa lại liền. Mà dạng nặng á là nguy hiểm á. Okay. Và đương nhiên cái phẫu thuật thẩm mỹ nó là xấu. Nhưng mà dạng nặng là thuộc dạng mấy người mà thái quá. Nó dùng thái quá. Nó sẽ rất nguy hiểm. Okay. Thì anh không biết mà không phán trước được. Nhưng mà cái hướng nó hay đi là như vậy. Họ không hài lòng với người của họ. Tại vì tuổi tác sẽ làm họ không hài lòng. Họ tới lúc nào đó họ sẽ không hài lòng với tôi. Họ không nhận ra được là cái cảm giác hạnh phúc của một người mà cái đẹp, đẹp mà đẹp của người phụ nữ đó, nó không đến từ cái chỗ phải để người ta nhìn mình hở hang và hoàn hảo như một cái cơ thể đó để như mình được cái sự chú ý. Người phụ nữ người ta 4 mấy tuổi, 5 mấy tuổi, 6 mấy tuổi, người ta có cái sự tự tin từ bên trong nó khác. Và người ta không cần phải đi tới những cái rủi ro như vậy. Cho nên bạn nữ của em, anh rất tiếc là bạn không chưa có sở hữu được cái đẹp tự tin của một người phụ nữ. Mà chỉ là cái hở hang, gợi dục ở ngoại hình để lấy cái sự tự tin đó. Anh giải thích để em hiểu rõ. Cái đó chính là cái bất lợi trong cái mối quan hệ của em. Anh không giúp em được. Anh chỉ có thể chỉ em chỗ này. Em nên cho bạn thấy là bạn đẹp trong mắt em. Mà không cần phải gợi dục như vậy. Đó là cái ý thứ nhất nha. Ý thứ hai đó là tức là em cho bạn nó thấy là bạn nó là đẹp mà không cần phải có cái sự hở hang đó. Đó là cái thứ nhất em. Cái thứ hai á, là em cho bạn thấy á, là nó như thế nào cho em hiểu ta. Là đó là một cái sự tổn thương của em nhưng mà em phải đưa ra như thế nào bạn nó nhận nó ra rằng em không muốn bạn nó phải thay đổi một cái gì tốt đẹp của bạn cả. Nhưng mà đây là một cái sự tổn thương. Đây là cái nó làm cho em cảm giác rằng em bị tổn thương. Tức là em cảm giác mình không có được coi trọng. Em có cảm giác khi những người đàn ông người ta nhìn như vậy, người ta, cái ánh mắt người ta nhìn như vậy. Và em không có cảm, em không mất, em không cảm giác an toàn. Em có cảm giác bị tổn thương. Và cái đó nó không có gì xấu cả. Tại vì mình vẫn là con người. Và nếu như người phụ nữ đó là của mình, tức là về mặt tình cảm, thì cái đó nó nên, nó nằm trong cái phần là được tôn trọng. Mà em thì không được cái cảm giác đó. Và đó là sự tổn thương của em. Thì em đưa cho bạn hai ý đó. Thứ nhất là bạn nó đẹp mà không cần phải như vậy. Thứ hai là đó là sự tổn thương. Và em đừng cho em á, chứ không phải cho bạn. Và em gom hai cái đó lại. Và mong là bạn nó nhận ra điều đó. Để bạn nó có những cái thay đổi trong cái phần ăn mặc. Anh rất tiếc anh chỉ có thể chỉ em tới đó. Tại vì cái sự kiểm soát em chỉ nằm tới đó thôi. Còn cái việc mà em lành cái đó anh thấy hơi khó. Tại vì nếu em chấp nhận người phụ nữ được như vậy. Bản thân anh cũng thấy là như vậy. Tức là người phụ nữ của mình đương nhiên người ta không có như vậy. Em tưởng tượng sau này thành vợ anh chồng mà vợ cứ vậy thì đúng là căng thiệt. Cái đó đúng là căng thiệt. Tại vì người ta sẽ hiểu lầm là đây là một người phụ nữ mà đi gợi dục và đi tìm đàn ông á. Trong khi đã có chồng và anh hiểu cái cảm giác đó của em, nó là một cái cảm giác bị tổn thương. Và em sẽ khó lòng mà gọi là lầm nổi cái điểm đó. Tại vì đó là một cái cực khó để làm. Tại vì em sẽ luôn có cảm giác là trời, nhỏ này có chồng mà làm gì nó cứ đi nó gợi dục ra đàn ông dồn dồn. Sao kỳ. Đó, em sẽ bị cái đó. Và sẽ có những người đàn ông người ta nghĩ như vậy thật. Thật sự là đàn ông người ta sẽ cảm giác như vậy. Tại một người phụ nữ mà đã có chồng mà vẫn ăn mặc hở hang nguy hiểm. Ok, thì anh có thể nói cho em biết vậy thôi. Còn lại tất cả mọi thứ là chuyện trong cuộc đời nó có cái quy luật. Nếu tổn thương đủ lớn em sẽ ra đi. Còn bạn nữ đó bạn phải điều chỉnh đó. Tại bạn sẽ khó lòng được hạnh phúc từ cách đó. Cái đó là anh chỉ có thể chỉ em cái đó. Nó không nằm trong tay em phần đó. Em chỉ nắm được cái phần bệnh mình mà làm thôi. Chúc em nhiều may mắn ha. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Thì mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.